Xin chào kính chào quý con chị các bạn đang xem kênh. Thì sáng hôm nay là thứ năm ngày 4 tháng 7 năm 2024, thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật cơ sơ qua tình giới thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng cập nhật mới nhất vào buổi sáng hôm nay tại khu vực miền Tây, khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực Bình Thuận cho quý con chị các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý cô bác anh chị nào xem kênh có quan tâm đến thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, quý anh chị các bạn, thì tình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay tại khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận thì giá đang có biến động nhẹ, đặc biệt là ở mặt hàng thanh long ruột đỏ thì hiện nay thì giá đang ở mức cũng khá là thấp. Hy vọng là trong thời gian sắp tới thì giá sẽ ổn định và sẽ tăng thật là mạnh trở lại. Thanh long ruột đỏ khu vực miền Tây thì lô 1 dao động mức từ 19 đến 20, lô 2 dao động từ 14 đến 15 ngàn, lô 3 dao động ở mức từ lô 3 hàng giạt dao động từ 7 đến 8 ngàn. Đây là tình hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột ở khu vực miền Tây, giá này là giá cập nhật tại giữa, còn giá thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn. Tiếp theo là tình giá thanh long ruột trắng. Thanh long ruột trắng hiện nay thì hàng đẹp dao động từ 28 đến 30, hàng sàn dao động từ 25 đến 27 ngàn, hàng giạt dao động từ 13 đến 14 ngàn. Đây là tình giá thanh long ruột đỏ tại khu vực Bình Thuận miền Tây. Khu vực Bình Thuận thì thanh long ruột đỏ hàng đẹp, bò đẹp 27, 28, 29, bò sàn thì 25, 26, 27 ngàn. Hàng giạt của thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận cũng dao động ở mức từ 13 đến 14 ngàn. Đây là tình hình giá thanh long ruột trắng tại khu vực Bình Thuận, giá này là giá cập nhật tại giữa, còn giá thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn, từ 2 đến 3 ngàn đồng một ký. Thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận, còn thanh long ruột đỏ khu vực Bình Thuận hiện nay thì lợi 1 dao động từ 19 đến 20, lợi 2 dao động từ 15 ngàn, lợi 3 dao động từ 9 đến 10 ngàn. Đây là tình hình giá thanh long ruột đỏ tại khu vực Bình Thuận, giá này là giá cập nhật tại giữa, còn giá thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây.